hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 và không khí sôi nổi cùng nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân. Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Hội Nông dân huyện Long Trọng tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020 và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nông dân huyện Lang Chánh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể cấp huyện, các cơ quan đơn vị phối hợp và đại diện lãnh đạo các xã thị trấn cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân của 10 xã thị trấn trong toàn huyện. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam qua các thời kỳ, những cống hiến, đóng góp của giai cấp nông dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Lang Chánh nói riêng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào nông dân huyện trong thời gian qua. Đến nay, Hội Nông dân huyện Lang Chánh có tổng số cơ sở hội là 10 cơ sở với 78 chi hội và 8.670 hội viên. Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 92,83% so với hộ nông nghiệp. Để tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước và ôn lại kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 70 năm thành lập Hội Nông dân huyện Lang Chánh, trong thời gian qua, hội đã tập trung tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tổ chức tốt các phong trào trong công tác hội, đưa phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để tạo quỹ đất công ích phát triển trang trại, các cơ sở công nghiệp tiểu thủ công nghiệp dịch vụ giao thông thủy lợi nội đồng, cơ sở hạ tầng thiết yếu trong nông nghiệp nông thôn, hướng dẫn vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà ở, khuôn viên, các công trình vệ sinh, đường làng, ngõ xóm, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, vận động nhân dân tập trung nguồn lực, công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt xác định phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào hành động trọng tâm của hội. Những năm qua, các cấp hội nông dân trong huyện Lang Chánh tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của nông dân Lang Chánh. Trong giai đoạn vừa qua, bình quân hàng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2019 đã có hơn 1.950 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Số hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 1.520 hộ, đạt 77,9%, so với hộ đăng ký tăng 219 hộ năm 2014. Trong đó, giỏi cấp tỉnh là 13 hộ, cấp huyện 179 hộ, cấp cơ sở là 1.328 hộ. Tại buổi tọa đàm, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện cũng nhận được nhiều ý kiến chia sẻ tâm huyết của cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân qua các thời kỳ. Bên cạnh đó cũng ôn lại những kỷ niệm vui buồn khó khăn của tổ chức hội sau khi tái lập huyện, cũng như quá trình công tác. Các đồng chí nguyên lãnh đạo cũng bày tỏ những trăn trở và mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tới cán bộ Hội Nông dân các cấp và tập trung xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng với vai trò tập hợp, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận biểu dương những nỗ lực của cán bộ hội qua các thời kỳ, những đóng góp của bao thế hệ nông dân những năm qua. Trong thời điểm hiện nay, nông dân Lang Chánh có những thuận lợi, thời cơ lẫn khó khăn thách thức đan xen, đòi hỏi tổ chức hội phải không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò vị thế của giai cấp nông dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cấp hội nông dân trong toàn huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết nông dân. Song song với đó, cần tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp mỗi cán bộ hội viên bà con nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, có khát vọng làm giàu chính đáng, nâng cao nhận thức,
ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ hội viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc bất cập trong các mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội các cấp, tiếp tục phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong nông dân. Tại buổi tọa đàm, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện cũng đã trao quà lưu niệm cho các đồng chí Ban chấp hành Hội và Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn chuyển công tác và một số đồng chí về nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.